tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã lấy đâu ra nhiều nghìn tỷ để mà kinh doanh? Cho đến nay, tỷ phú Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FEC, đã bị Bộ Công an khởi tố bắt giam với hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 28 tháng 10 đưa tin, ông Quyết bị Bộ Công an cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng bằng chiêu tăng khống vốn điều lệ của công ty xây dựng Pharos, một công ty con của tập đoàn FEC. Ngoài ra, ông Quyết còn bị cho là đã thao túng nhiều mã cổ phiếu của tập đoàn này để thu lợi bất chính 723 tỷ đồng. Trong một thời gian dài trước khi bị bắt, dư luận đã đặt nhiều nghi vấn về sự thành công bốc lên nhanh chóng của tỷ phú Trịnh Văn Quyết, tức Quyết Còi, một người mới sinh năm 1975. Cựu chủ tịch của FEC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố. Được biết, ông Trịnh Văn Quyết sinh ra trong một gia đình công chức nghèo, nhưng là một người có ý chí làm giàu từ còn trẻ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, ông Quyết đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình với số vốn là 18 tỷ đồng của bản thân ông và vay mượn vào năm 2008. Điều kỳ lạ là chỉ một thời gian ngắn sau đó, việc kinh doanh cũng như thanh thế của Trịnh Văn Quyết đã lên như diều gặp gió. Ông Quyết mau chóng trở thành một tỷ phú Việt Nam. Lúc đó, Trịnh Văn Quyết đi đến đâu là các quan chức địa phương trải thảm đỏ đón tiếp đến đó. Trịnh Văn Quyết chỉ tay tới đâu, lập tức đất đai đó sẽ thuộc về ông ta. Không dừng lại ở đó, Trịnh Văn Quyết còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh và thành lập hãng hàng không Bamboo Airways với các máy bay mới và hiện đại. Hãng hàng không Bamboo Airways đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều thị trường đánh giá cao về chất lượng phục vụ với giá vé không đắt so với các hãng hàng không giá rẻ khác. Dư luận xã hội đã đặt nghi vấn, thế lực nào đứng đằng sau cung cấp vốn cùng với điều kiện thuận lợi cho ông Trịnh Văn Quyết đến như vậy? Tại sao ông Quyết có biểu hiện sai phạm liên tục và có hệ thống trong việc thao túng giá cổ phiếu để trục lợi nhưng lại không bị xử lý hay chỉ bị xử lý rất nhẹ? Ví dụ như cuối năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết đã bán chui 57 triệu cổ phiếu, thu về không dưới 400 tỷ đồng mà chỉ bị phạt có 65 triệu đồng. Câu hỏi ai là người che chắn, bảo kê cho Trịnh Văn Quyết lộng hành trong suốt một thời gian dài như vậy vẫn không có câu trả lời chính thức. Cựu chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết thời còn hào quang, khi đó đã có những ý kiến cho rằng Trịnh Văn Quyết chỉ đóng vai trò bình phong cho Trung Quốc hay ông Quyết vay vốn của họ để mà kinh doanh. Nhưng những ý kiến đó không thuyết phục vì tầm cỡ của Trịnh Văn Quyết không có đủ uy tín để đảm bảo cho các khoản vay vài nghìn tỷ. Bên cạnh đó cũng có những tin đồn đoán rằng Trịnh Văn Quyết đã được một số quan chức trong hàng tứ trụ của Việt Nam đứng ra bảo lãnh một khoản tiền vay lên tới 105 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 3.500 tỷ đồng từ Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. Song đồn đoán đó cũng chỉ là đồn đoán. Đến nay câu trả lời cho câu hỏi Trịnh Văn Quyết lấy đâu ra nhiều nghìn tỷ để mà kinh doanh đã có trả lời chính thức. Đó là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam vào ngày 28 tháng 10 thông báo về kết quả điều tra xử lý vụ án về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FEC và các công ty liên quan do ông Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FEC và đồng phạm thực hiện. Bộ Công an khám xét trụ sở của tập đoàn FEC. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy, từ năm 2014 đến năm 2016, công ty cổ phần xây dựng FEC Pharos đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng đến tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Sau khi được niêm yết, tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, ông Quyết đã chỉ đạo bán số cổ phiếu nói trên, thu về khoảng 6.400 tỷ đồng, rồi rút về tiền mặt để mà chiếm đoạt. Chưa kể đến trước đó, ông Trịnh Văn Quyết từng bị cáo buộc đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, thu về hơn 1.500 tỷ đồng. Được biết, ông Trịnh Văn Quyết kinh doanh trên 3 lĩnh vực tài chính, đó là bất động sản, đầu tư thị trường chứng khoán và kinh doanh sân côi. Vậy thế lực chính trị nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã chống lưng cho ông Trịnh Văn Quyết đến như thế? Những bằng chứng xác thực và tính tiết gây cấn hấp dẫn về những kẻ đã chống lưng cho Trịnh Văn Quyết, chúng tôi sẽ gửi tới các vị trong các bản tin tiếp theo. Những kẻ chống lưng cho Trịnh Văn Quyết, tác ai tác quái, coi trời bằng vung trong thời gian dài sẽ có câu trả lời dành cho quý vị. Chúng ta hãy cùng chờ xem kỳ tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin
tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã lấy đâu ra nhiều nghìn tỷ đồng để kinh doanh đến như vậy. Bộ trưởng Tô Lâm và tham vọng chức Tổng Bí thư, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Phần 2. Tiếp theo phần 1 đã nói về những tham vọng không ngừng nghỉ của Bộ trưởng Tô Lâm trong một thời gian rất dài. Ông ta đã bộc lộ những điều khó có thể biện minh, đã khiến cho các thế lực và các cá nhân trong đảng, nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không hài lòng. Nhưng đáng lẽ sau vụ bê bối thịt bò rất vàng trước đây, lẽ ra Tô Lâm phải cảnh giác và rút kinh nghiệm để tránh lộ điểm yếu. Nhưng với sự ngạo nghễ và sự tự tin cao độ, thời gian gần đây Bộ trưởng Bộ Công an đã có nhiều quyết định sai lầm, được cho là nghiêm trọng. Cụ thể như sau. Một là mới đây dư luận xã hội ở Việt Nam bức xúc cực độ về việc Bộ Công an hành dân thay đổi liên tục giấy tờ tùy thân của công dân. Trong vòng 10 năm qua, chính quyền đã ép buộc người dân phải đi làm lại mới mẫu giấy tờ khai tùy thân. Lúc thì chứng minh thư, khi thì căn cước, rồi lại căn cước công dân, v.v. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 25 tháng 10. Không chỉ dư luận xã hội, mà kể cả báo chí, truyền thông do nhà nước quản lý cũng bức xúc không kém. Báo Tiền Phong vào ngày 22 tháng 10 đã đặt câu hỏi rằng đổi tên căn cước công dân thành căn cước có lợi gì cho người dân đây? Theo báo Tiền Phong khẳng định, dư luận xã hội thấy rằng lý lẽ mà Bộ Công an đưa ra là không thuyết phục. Được biết đến nay, Bộ Công an đã cấp cho người dân gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip. Điều đó có liên quan gì đến thông tin của Facebooker hành dân đưa ra, đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội? Thông tin chia sẻ rằng, một nguồn tin cho biết bên làm phần mềm với cấp phôi nhựa là cháu của người đứng đầu Bộ Công an. Mấy năm gần đây, năm nào tiền thuế của dân cũng rót vào 3.000 tỷ đồng. Đây cũng là một phần do người đứng đầu Đảng Cộng sản cần một cái máy chém nên mới chấp nhận cho nhiều quyền lớn tới vậy. Cho đến hiện nay, người đốt lò cũng chỉ là hy vọng người kế tiếp cản lại được cơn bành trướng này. Hai là Bộ Công an không chỉ quản lý mã số định danh đối với tất cả các công dân hay muốn mã số định danh cho xe ô tô. Mới đây, Bộ Công an lại còn có tham vọng định danh số nhà. Điều mà dư luận cho rằng ông Tô Lâm muốn quản lý luôn cả lĩnh vực nhà đất bất động sản. Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cho biết, việc định danh số nhà sẽ xác định được bất động sản, từ đó định danh chủ sở hữu bất động sản đó. Ông Nguyễn Thành Vĩnh cho hay, mỗi chung cư có hàng ngàn hộ dân, nếu chỉ ghi địa chỉ của tòa chung cư thì đó mới chỉ là dữ liệu chung, chưa có thông tin của từng hộ dân cụ thể cư trú ở bên trong. Dư luận xã hội đã không đồng tình, có những ý kiến cho rằng đó là tham vọng của Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ Công an khi muốn nắm trọn quyền quản lý xã hội để tiến tới quản lý cả nhà nước. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, giáo sư Đặng Hồng Võ đánh giá đó là hành vi lạm quyền, bởi vì tài sản là thuộc quyền riêng tư, ngay luật đất đai cũng không yêu cầu phải công khai. Điều này có liên quan gì đến những đồn đoán của giới thạo tin trên mạng xã hội cho rằng trước đây người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn sử dụng Tô Lâm với vai trò của một máy chém nên mới chấp nhận và giao cho Tô Lâm nhiều quyền lực. Nhưng đến nay, Tổng Trọng đã nhận ra rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dường như đang âm thầm thực hiện một cuộc đảo chính không tiếng súng với mục tiêu loại bỏ và tiến tới tước đoạt ngôi vị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do đó, người đốt lò Nguyễn Phú Trọng buộc phải tìm mọi cách và bằng mọi giá để ngăn cản tham vọng bành trướng quyền lực không giới hạn của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đó là không cho phép Tô Lâm trở thành kẻ quyền lực nhất trong đảng thay thế Tổng Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Bài học kinh nghiệm trong hơn 12 năm cầm quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà ai cũng biết, tất cả các nhân vật nuôi tham vọng muốn thế chỗ trên chiếc ghế Tổng Bí thư độc tôn của ông Trọng sẽ nhận được những cái kết không hề đơn giản. Như Đinh Thế Huynh, vốn là đệ tử thân cận của ông Trọng, vì bị lộ ý đồ muốn giành chỗ của ông Trọng đã lập tức biến mất bí ẩn. Hay mới đây là Nguyễn Xuân Phúc, vì không giấu giếm tham vọng đoạt ghế Tổng Trọng cũng bị đá đít về vườn, không kèn, không trống. Đó chưa kể là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau sóng gió của Đại hội 12 đến nay vẫn hồn siêu, phách lạc. Và chúng ta hãy cùng chờ xem để những biến động rất lớn không thể tránh khỏi trong thời gian sắp tới trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bộ trưởng Tô Lâm và tham vọng chức Tổng Bí thư.
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.